Không ra là tao ném lũ đạn đó nha. Ra đây. À, đau thế. Còn đứa nữa. Hi và chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Roddy Name Hell Highway. Hell Highway có nghĩa là highway, có nghĩa là cái đường, hình như là cái đường cao tốc các bạn, đúng không? Hell là địa ngục, đường cao tốc địa ngục. Thì trên tay mình đang cầm là một cái khẩu K98 nha các bạn. Một khẩu súng rất nổi tiếng trong cái những bạn nào mà chơi game kiểu như PUBG hay là một cái game, những cái game thể loại thời bây giờ thì có thể là sẽ gặp cái game này, cái súng này thôi. Súng này quá nổi tiếng rồi. Mình không cần nói nhiều ha. Đi đâu cũng gặp. Rồi thì mình sẽ cho cái team của mình qua đây. Qua đây, qua đây. Hôm nay mình sẽ bắn thử cái khẩu này để coi nó lợi hại cỡ nào nha. Ồ. Oh. Rồi. Tụi này qua đây. Mình sẽ bắn phát đầu tiên nha các bạn. Coi được headshot không nha. À, trúng cái nón. Bắn trúng cái nón các bạn ơi. Mày. Ồ, oh, headshot bà con ơi. Súng này ghê đó nha. Rồi bồ. Bắn bể cái xe đó cho tao. Yeah. Mình phải phá hủy những cái xe, hình như là xe chở xăng các bạn. Mình phải phá hủy những xe chở xăng của tụi nó để không thôi tụi nó dùng cái xăng đó tụi nó đổ vô xe tăng các bạn. Tụi nó sẽ bắn mình. Xe tăng của tụi nó rất là nguy hiểm. Mày. Một viên một à. Bạn ơi. Mày. Mày. Súng này khá là chính xác các bạn. Mạnh nữa, bắn một viên một à. Mày, đó. Trời ơi. Headshot rồi. Mày, ôi. Bắn ở đây, đúng rồi. Team này qua đây. Ở qua đây. Đừng có chết nha. Đúng rồi, núp sau cái đụng này nè. Bắn nó đi. Cover me. Trời ơi, bắn hay quá, bắn đi chiếc xe. Rồi mình bắn cái thằng súng máy trên đây cái được, cái đã. Mày súng máy. Súng máy, ủa sao không trúng ta. Mày. Sao thế nhờ. Còn viên cuối cùng. Mình sẽ hạ thằng này bằng viên cuối cùng. Yeah, headshot. Nhưng mà không có pha quay chậm nào cả. Bắn bể xe cho tao. Yeah. Ồ, mình thấy thích cái khẩu K98 này đó nha các bạn. Ngon đó nha. Không hổ danh là một cây súng quyền thoại. Bộp. Bộp. Bạn ơi. Con đứa này. Rủ lên. Rủ lên bạn. Bạn ơi. Một viên duy nhất. Bạn ơi. Trời ơi. Bắn kiểu công khai luôn các bạn. Không có cần ẩn nấp gì hết trơn. Xa quá. Nó bắn không được. Qua đây. Team kia qua đây. Chơi trò này hơi cực là mình phải di chuyển mấy con bò của mình. Mình phải ra lệnh cho nó. Các kiểu con đà điểu. Bắn chiếc xe này. Trong cái màn này mình phải phá hủy 4 chiếc xe chở xăng. Xăng dầu của tụi nó. Mình phá hủy cái nguồn nhiên liệu của tụi nó. Trong chiến tranh á, cái nguồn nhiên liệu rất là quan trọng các bạn. Không có nhiên liệu là không thể nào mà chiến tranh được. Yeah. Thấy chưa, trời ơi. Tôi bắn một phát ngay chăng cái mặt đó luôn. Headshot luôn đó. Này. Này. Thôi một viên một đứa. Này. Dawson.
Không giống như mấy cây kia bắn 2-3 viên mới chết nha, còn cái này một phát một. Mày, đó, trời ơi. Ngạc nhiên chưa? Ôi. Đây đây đây, nấp đây, nấp đây, đây. Thôi, mình lấy MG ra bắn chứ. Ở dưới này có khẩu MG nè, quên xuống lụm mới được. Như đây. Không. Đây. Đó. Đạn có khẩu K luôn nè. Rồi full đạn luôn rồi. Một khẩu MG với khẩu K98 này là thấy đủ rồi đó. Đủ chiến rồi đó. Bạn ơi. Thằng kia đấp đấp để mình ép lũ đạn mới được. Nhắm tới không ta? Này. Chạy đi bạn. Rồi xong phim luôn. Cây này bắn phê vãi các bạn ơi. Có nên đổi khẩu MG để lấy khẩu MP40 không ta? Let's stick together. Stay on me. Hình như là mình đã hạ hết mấy cái xe chở nguyên liệu của tụi nó rồi đó. Alright, squad. Get over here. I'm here. Now what? I need the bazooka there. Get to that cover. Ôi. Đây rồi, có đạn đây rồi. Lấy đạn. Ê, lộn, lộn nút. Chút xíu nữa nắm mặt rồi, thấy không? Rồi. Mình đang phân vân là có nên đổi khẩu MG này để lấy khẩu này không? Thấy MG lợi hại hơn á. Không đổi đâu. Khẩu này là khẩu 3 nè các bạn. Cũng là, cây này cũng khá là nổi tiếng. Ê! Trời ơi! Làm hết hồn, mình không kịp. Không kịp. Không kịp làm gì hết luôn. Bên đây có đứa nào không? Có nha. Set up your bazooka over there. Go in there now. Đợi tôi kia qua lâu quá. Bang. Bắn tiếp. Đó. Cái thế chứ. Vô đây ăn đạn cái đó. Bắn chiếc này luôn. Rồi xong. Theo tôi. Chúng ta sẽ vào đây. Ủa sao nó không cho mình vô? Hay là phải phá hủy cái này nữa? Bắn cái này. Đúng. Vậy nó mới chịu đó. Rồi bò chết luôn. Bọn mình nó bị cáo các bạn ơi. Ra chiến đi. Ôi cửa sổ kìa. Được lắm. Wow. Bọn tôi bắn ác lắm đó nha. Này, này, này. Ôi súng máy nó bắn ghê quá. Để mình lấy khẩu K98 này mình tỉa thằng đó coi. Lú đầu lên nè. Này. 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 Bắn kiểu này hơi dở. Chạy đâu. Ha, ba đứa luôn. Chạy đâu.
Một mình thôi, một mình solo thôi cũng đủ xử hết mấy đứa này. Ngắm bình thường vậy nè. Một thằng. Một em nữa. Hai thằng. Ba thằng. Chạy này. Chạy đâu, chạy cả đám. Bóp. Xong luôn. Các bạn thấy không, một mình thôi đủ xử hết tụi nó rồi, đơn giản và dễ hiểu. Rồi chúng ta sẽ vô đây. Trong đây có gì nhỉ? Trong đây là một cái tầng hầm. Ui, bạn đã làm gì đó? Gì ta? Ô, bọn mình. Set up your bazooka over there. Go in there now. Deploy the bazooka there. Bắn đi. Bắn. Yeah. Mình bắn bay bài vậy cũng hạ được hai thằng. Nó núp kỹ quá. Không ra là tao ném lũ đạn đó nha. Ra đây. Ơ à, đau thế. Còn đứa nữa. Đủ lên. Đây. Móc MC ra. Hai thằng điều khiển súng pháo. Rồi. Bầu ơi, qua đây. An toàn rồi. Mấy cái vụ mà là việc làm mà khó khăn chút xíu là mình ra tay hết. Ơ. À. Ủa cái gì ta? Mình đặt mìn rồi ha. Rồi mình sẽ đặt mìn. Đó. Hồi nãy mình không để ý mà bấm E á các bạn. Rồi mình đứng đó. Nổ chất veo luôn. Stay low and get moving. We need the bazooka there. Take cover there. Bắn nó đi. Bắn thường luôn, không ngắm luôn. Trời ơi. Trời ơi. Đầu động thế. Thôi rồi, nắm mặt rồi.
Tỉa thôi. Mình sẽ dùng MG để tỉa tụi này, tại vì tụi nó tới 2-3 team ở đây nè. Đấy. 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 Chạy đâu? Ok, bắn tầm xa. Lấy cài 98 ra. Này. Headshot. Yeah. Wow, cái phát này chắc cũng phải 200 mét rồi nha. Khá là xa đó. Còn đứa ăn nắp ở đây nữa nè. Chú lên bạn. Đưa cái đầu bạn lên. Đưa đầu lên, trời. Ô, oh, không có được đi. Mình phải lên gần mình mới hạ cái này được. Ô, oh. Cái gì vậy? Rồi, bây giờ thì mình sẽ đặt mìn. Chạy, nó nổ. Yeah. Rồi, đi thôi. Follow me. Get up here. Thì để bạn nào cho biết thì cái khẩu pháo này á, cái khẩu pháo 88 ly đó là pháo phòng không nha các bạn. Nhưng mà người Đức đã hạ nó xuống thành pháo bắn xe tăng luôn. Và sức công phá rất mạnh nha. My son Peter, I can't locate him. I'm very worried. Mấy người này là sao ta? Mấy người dân này là mà có đeo cái băng tay ở trên cái tay của họ, không biết mấy người đó là cái gì. Người Do Thái hả? Phải không? What's it like for Red to be here? God. Seeing Nick's face. Ồ, một anh lính Đức kìa. Đăng đâm mò gì đó. Some questions you can never ask your friends. Coi chừng bị bắn đấy nha. What was it like to kiss your pregnant wife goodbye and get in that cab? How does it feel? Why? Miss your daughter's first two birthdays. Rồi, xong phim luôn rồi. No. Oh. Bị một cậu bé bắn à. Được đó. Nhóc này được á. Còn nhỏ mà đã bắn chết người rồi. Sau này lớn lên chắc có tương lai lắm đây.